thì đi ba mặt đấy. Bà mua đâu, bà mua nhà Hiền viết. Bà Hiền bà đi soi. Nó đi bắt con to lắm. Chắc bà đi soi cua đá đá. Mày thử cho chồng ta xong cái mắt ta xong nó có nung nó cắm bằng ra. Rồi bà lên. Soi cho nè. Đây chỗ này. Đấy, quá không? Thì có. Hả? Thì có. Có nung không? Có nung nó cắm rồi, đấy. Có cắm một rồi. Hai cái. Hả? Có một hai cái. Đấy, thế cho nên nó rất lắm. Trời ơi, nó đâm nó có màng đấy. Nó đâm vào mắt nó có màng. Tí nữa, tí nữa chưa nhổ cho bà. Nó không trốn tiền chết. Thế thôi mà nấu bằng đấy thôi chứ. Nấu bằng này thì bỏ gì ăn. Chưa mới bà nấu xong cho con thêm bát nữa. Ừ, cứ nấu là con nấu. Xin mời các bạn nhé. Ngon lắm. Đúng là canh cua mẹ nấu. Này gạch này. Hiểu chưa? Thôi bây giờ mình vào ăn cơm cùng gia đình. Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngon lắm.